chào mừng các bạn trở lại với live stream của thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hôm nay chúng ta đang có mặt tại phòng dịch vụ của chị khách đang làm dưỡng bụng sau 2 tháng sử dụng lipo slimming. Và các bạn có thể xem một chút hình ảnh trước đây của chị. Đây là chị Lan Anh, năm nay chị đã 50 rồi, nên là cái vùng bụng của chị sau khi chị sinh bé, à sinh con này, xong rồi là thời gian mình bây giờ mình tuổi đến trung niên, mình lão hóa, mỡ nó tích rất là nhiều ở vùng bụng, bụng trước rất là to, nếu vòng eo thì như là không thấy, bằng với cả vòng hông luôn, ba vòng gần như một. Nhiều bây giờ các bạn thấy những kết quả sau 2 tháng rất là mỹ mãn. Cái phần bụng của chị Lan Anh hôm nay đã rất là nhỏ rồi, mấy hôm nay chỉ số của chị Lan Anh là thế nào rồi chị nhỉ? Vâng, hiện tại chị Lan Anh đã xuống được 5 cân rồi nhé. 5 cân ạ? Giảm bụng rồi. À đúng rồi, chị Lan Anh chủ yếu là giảm bụng, tại vì là trước đây thì tay chân chị cũng không quá to. Đúng rồi. Giảm nhưng mà vùng bụng rất là săn chắc chị nhỉ, không hề bị trùng nhão. Chị Lan Anh ơi, về tình hình thế nào hả chị? Có đào thải các thứ như thế nào kể cho bọn em đi. Về nhà thì hỏi sau 3 hôm ấy. Đi phận thì nó đen 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 ấy, mỡ ra đen. Theo lượng như thế này đại tiện ấy, nhưng mình lúc nào mình cũng phải để ý xem là nó ra nhiều không, nên lúc đầu thấy cho ra được, lên phải ra ra mỡ rồi mới bỏ được tiền nhỉ, hiện tại thì thấy ra mỡ đâu. Bây giờ thì nó ra yên thì mỡ vào vàng em ạ, sau 2 tháng thì thấy nó vàng. Ôi vòng eo bây giờ chị Lan Anh nó bắt đầu thấy cái hõm eo rồi đấy chị ạ, chứ trước đây các bạn có thể nhìn thế này không thấy một tí hõm eo nào, mà cái phần eo với cả hông là thẳng buồn luôn. Các cụ hay bảo là eo bánh mì đấy mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ thì rất là đẹp rồi, thấy hõm eo. Mà đặc biệt là vòng eo rất là săn chắc, cái da bụng không hề bị trùng chảy một tí nào. Hôm nay là chị Lan Anh đến dưỡng bụng hả chị Linh? Đúng rồi, hôm nay là buổi tạo form dưỡng bụng của chị ấy. Cái dưỡng bụng này có tác dụng gì hả chị Linh nhỉ? Về phần dưỡng bụng này thì mình sẽ đi máy và làm xăm và tạo form, tạo đường eo cho trẻ luôn ạ. À. Chị Lan Anh ơi, thế về nhà mọi người có khen dạo này đẹp thế không? Có mặc đồ eo ót thì có khen không? Chị phải thay hết một lần quần áo nữa. Đã tốn tiền đi làm một tốn tiền quần áo. Trước thì chẳng bao giờ dám mặc những cái đồ dẫm xuôi hay là cái các cái bộ cướp để gắn đâu. Lộ eo ra thì nhìn thấy hai bên thì toàn mỡ là mỡ. Nhưng bây em giờ nhớ hồi xưa chị Lan Anh đến hồi mới làm, chị Lan Anh bảo là khi bạn bè ngày xưa bạn bè dùng đi chơi các thứ đi mua quần áo thì ngại sẽ đi nhỉ, tại vì là kiểu mua mặc chẳng cái gì cũng mua sắm đâu, để mua về thì đặt lên nó xấu, những cái đồ mình thích nhưng mà cũng không dám mua vì không hợp, mặc lên thì nó ngấn mỡ hai bên ý. Vâng. Mà các bạn có để ý không, mà da mặt chị Lan Anh cũng rất là đẹp nhé. Chị Lan Anh cũng làm cả dịch vụ thơm mát của Bali, rồi sau đấy là quay trở lại làm dịch vụ về giảm béo lipo slimming. Nhưng mà chị thấy hài lòng không chị? Chị rất hài lòng. Và bạn thấy da mặt cũng rất là đẹp này, bụng bây giờ cũng rất là nhỏ và săn chắc. Có ai bảo là chị Lan Anh là năm nay đã 50 tuổi rồi không ạ? Rất là đẹp luôn. Nhìn em nói thật là nhìn chỉ hơn 40 chút thôi, đẹp lắm. Nhờ là dịch vụ thơm mát của Bali nên là mình tự tin hẳn. Vâng, da mặt rất là đẹp rồi, bây giờ dáng mà cũng đẹp nữa là mình tha hồ tung tăng dạo phố rồi, không phải lo lắng gì nữa. Mà cái mà đi được thì sẽ thoải mái. Nhìn chị rạng rỡ hẳn chị ạ. Có vui không chị? Cuộc sống có thấy nở hoa không? Cũng tự tin hơn nhiều. Vâng. Em cảm ơn chị Lan Anh nhé. Cảm ơn em chào chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của thẩm mỹ quốc tế Bali.